Minasan konnichiwa, lại là mình đây. Bún xào là một món ăn khá là quen thuộc với mọi người bởi cách chế biến đơn giản, hương vị lại thơm ngon, lại dễ dàng kết hợp được với nhiều loại rau, nguyên liệu khác nhau. Thì hôm nay hãy cùng mình thực hiện món này nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho bún vào một cái tô, xếp giá, dưa leo, rau mà các bạn yêu thích vào tô. Về phần thịt thì chúng ta sẽ ướp với 1 muỗng sả băm, 2 muỗng ớt băm, 1 muỗng tỏi băm, 1 phần 3 muỗng hạt nêm, 1 ít tương mắm, đường, bột ngọt, trộn đều và ướp trong vòng 30 phút. Đầu tiên thì các bạn sẽ cho dầu vào và phi tỏi cho nó thơm. Khi mà tỏi đã thơm thì chúng ta sẽ cho thịt vào xào khoảng từ 5 đến 7 phút thì chúng ta sẽ bắt đầu cho thêm cộng hành và giá vào. Khi mà thịt của chúng ta đã gần chín rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu cho giá vào xào khoảng từ 1 đến 2 phút nữa là xong nha các bạn. Tùy vào khẩu vị của từng gia đình, vì nhà mình rất thích ăn hành nên mình sẽ cho thêm hành vào, đảo đều một lần nữa rồi chúng ta sẽ tắt bếp. Theo đó thì chúng ta sẽ rang đậu phộng. Khi đã đầy đủ nguyên liệu thì chúng ta sẽ bắt đầu cho thịt vừa xào vào tô bún khi nãy chúng ta đã làm.
gắt thêm một tí đậu phộng để cho tô bún xào của chúng ta được thêm béo và thơm của mùi đậu phộng nha. Cuối cùng chúng ta chỉ cần chan nước mắm và thưởng thức thôi. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video kế tiếp nhé.